thanh nhã mà tinh tế, đơn giản nhưng sinh động. Là cảm nhận chung của rất nhiều người khi nói đến sản phẩm thêu gen của làng Văn Lâm thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Chỉ bằng cây kim, sợi chỉ, những người thợ thêu tay đã biến hóa những chất liệu đơn giản thành những sản phẩm độc đáo. Trải qua hàng thế kỷ, người dân Văn Lâm vẫn lưu giữ nghề truyền thống và phát triển bằng những sản phẩm thêu tay độc đáo, có độ tinh xảo cao, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thưa quý vị, Ngọc Trâm đang có mặt tại quần thể danh lam Tam Cốc Bích Động của tỉnh Ninh Bình. Và nếu như quý vị có dịp đi du lịch đến với mảnh đất này thì hãy đừng quên bớt một chút thời gian để ghé thăm một ngôi làng cổ có truyền thống tuổi đời lên tới 700 năm tuổi. Nơi đây có nghề thêu gen truyền thống đã được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Và cho đến tận bây giờ thì đây cũng là một nơi hiếm hoi mà người dân vẫn kiếm sống chủ yếu bằng nghề thêu gen, cũng như là đã trở thành một địa điểm nổi tiếng để các du khách tìm đến mỗi khi mà có dịp đến với mảnh đất Ninh Bình. Ngọc Trâm đang muốn nhắc tới làng nghề thêu gen truyền thống Văn Lâm. Ngày hôm nay hãy cùng chương trình Sống ở Làng tìm hiểu về cuộc sống của những người dân ở nơi đây. Nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng chừng 7 km, làng nghề thêu Văn Lâm thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, nằm ngay cạnh trung tâm khu du lịch Tam Cốc, Bích Động. Trước kia, làng Văn Lâm là nơi chuyên thêu các loại trang phục để phục vụ nghi thức, nghi lễ đời sống văn hóa tâm linh của các triều đại phong kiến nước ta. Có nhiều giai thoại, truyền thuyết khác nhau về lịch sử hình thành của nghề. Theo lời chỉ dẫn của người dân trong làng, tôi tìm đến căn nhà cổ của ông Vũ Thanh Luân, một cao niên trong làng, có tới hơn 50 năm gắn bó với nghề thêu. Thưa ông, khi mà đến với làng Văn Lâm của chúng ta thì con được người dân giới thiệu rằng là ông là chủ tịch hội làng nghề thêu gen Văn Lâm và cũng có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong nghề rồi, nên là muốn đến đây để tìm hiểu xem lịch sử làng nghề của mình như thế nào, ông có thể chia sẻ ạ? Cũng rất là vui là ở làng Văn Lâm thì có cái truyền thống cái nghề thêu từ thời bà Trần Thị Dung. Cái thời vua Trần về đây thì được bà Trần Thị Dung dạy cho dân làng là biết chăn tằm, dệt vải, ươm tơ và thêu thùa. Lúc đầu thì cũng chỉ là những cái sản phẩm trong phục vụ cho nhà Trần thôi. Rồi sau này thì dần dần nó đi vào đời sống. Cho đến bây giờ thì nghề thêu vẫn còn tồn tại. Đặc biệt là đến năm 2000 thì là nghề thêu là phát triển rất là mạnh. Nhà nhà làm thêu, mời mời làm thêu, già trẻ gái trai làm thêu. Chính vì thế mà nghề thêu ở làng Vân Lâm thì từ tấm bé tôi đã được thấy rồi, biết rồi và đã làm từ tấm bé. Cho đến tận bây giờ, ông Luân vẫn còn lưu giữ những bản vẽ đầu tiên để phục vụ cho nghề thêu từ đời cha mình để lại. Những nét vẽ mềm mại, uyển chuyển trên tấm giấy đã ngả màu, như là minh chứng cho lịch sử lâu đời của làng nghề. Làng nghề thêu gen Văn Lâm thì cũng đã có tuổi đời tới hơn 700 năm tuổi rồi, một quãng thời gian rất là dài. Và sau bao nhiêu đời mà các cụ đi trước truyền lại cho con cháu thế hệ sau thì cho đến bây giờ ông thấy rằng là nó có những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào trong quá trình mà chúng ta chung tay giữ gìn làng nghề, nghề truyền thống của cha ông ạ? Làng Văn Lâm thì nằm ở trong quần thể du lịch. Thế đây là một cái tiềm năng rất là quý. Không phải ở nơi nào cũng có được cái lợi thế như thế. Khách du lịch đến đây thì đa dạng quốc tịch, đa dạng quốc gia, đa dạng nền văn hóa. Cho nên cái sản phẩm thêu nó lại phù hợp với rất nhiều các cái nền văn hóa khác nhau. Đây là một cơ hội, song cũng lại là một cái thách thức bởi lượng thợ bây giờ nó có nhiều thay đổi. Số thợ truyền thống, tay nghề cao ấy, có tính chuyên nghiệp ấy, thì già và có người đã mất. Đấy, chính vì thế mà cái lớp trẻ bây giờ không mặn mà với nghề thêu truyền thống mà nghề thêu đang đứng trước cái nguy cơ là thất truyền. Tôi cũng mong muốn rằng trong cộng đồng quê hương làng xóm, tất cả những ai yêu quê hương hãy cố gắng gìn giữ lấy cái nghề thêu truyền thống của ông bà. Đây là một cái vốn quý, nó không những chỉ là tiền bạc. Nhắc lại một lần nữa, đó là cái di sản văn hóa.
với nỗi niềm băn khoăn trăn trở làm sao để gìn giữ nghề truyền thống của địa phương. Từ nhiều năm nay, ông Luân đã tiên phong xây dựng mô hình du lịch homestay tại gia đình. Mỗi khách du lịch khi đến đây muốn tham quan trải nghiệm công việc thêu ren sẽ được cung cấp các nguyên liệu phục vụ cho công đoạn thêu và có thợ hướng dẫn thêu. Sau khi hoàn thành sản phẩm, du khách được mang về làm kỷ niệm. Thủ công Tam Cốc gợi ý cho du khách đến đây với cái nghề truyền thống để khách có cơ hội trải nghiệm, khách có cơ hội tiếp cận với sản phẩm, rồi bản thân gia đình cũng có cơ hội để tiêu thụ sản phẩm. Đây là một cái mà cơ hội mà chúng ta cần phải tập trung khai thác. Nhưng hiện ảnh những người thợ thêu mà cần mẫn bên khung thêu rồi bên đường kim mũi chỉ ở nơi này nơi kia đã một hình ảnh rất là đẹp của một làng nghề thêu truyền thống. Hiện làng nghề thêu ren Văn Lâm có 4 doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất các sản phẩm. Bên cạnh việc tiêu thụ trong nước, bán cho khách du lịch, nhiều dòng sản phẩm cũng được thị trường nước ngoài rất ưa chuộng như các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Italia, Anh, Mỹ, đem lại doanh số từ 60 đến 80 tỷ đồng mỗi năm. Mẫu mã các sản phẩm cũng được những người con làng nghề tìm tòi, sáng tạo và đổi mới qua từng năm. Nhiều sản phẩm mới lạ nhằm phục vụ đời sống con người liên tiếp được ra đời như rèm, khăn trải bàn, khăn ăn, vỏ chăn ga, gối, quần áo, thời trang. Đây là một cái góc trưng bày nhỏ của bọn mình. Cả một cái khu rộng lớn như này mà chỉ là một góc nhỏ thôi ạ. Đúng rồi, góc trưng bày nhỏ thôi, còn chủ yếu là bọn mình làm xuất khẩu, xuất cho khách nước ngoài là nhiều. Nhưng còn đây thì trưng bày cho khách nhìn thấy đây là nghề của mình và họ yêu thích thì họ mua vậy thôi. Đây là những sản phẩm mà khi bọn mình xuất ra nước ngoài thì nó sẽ thừa khoảng 1-2 sản phẩm. Thì mình sẽ đưa xuống đây để trưng bày cho khách xem và nếu khách ưng ý thì có thể đặt là làm thêm. Để tạo ra các sản phẩm thủ công truyền thống với nghề thêu ren, người thợ làm nghề sẽ phải trải qua 3 công đoạn. Trong đó bước đầu tiên là châm mẫu trước khi thêu. Những bản vẽ được phác thảo từ trước, người thợ sẽ dùng một tấm ni lông trong suốt phủ lên trên và dùng kim châm đi theo các nét vẽ này để tạo thành những lỗ thủng trên tấm ni lông. Trước đây, người làng Văn Lâm đều phải châm mẫu bằng tay nên mất rất nhiều thời gian. Còn giờ đây, khi có máy móc hỗ trợ, công đoạn này cũng được tối giản đi rất nhiều. Và sau khi mà chúng ta đã châm mẫu xong lên những cái tấm ni lông như thế này thì chúng ta sẽ mang sang để chuyển tiếp sang công đoạn in. Và có lẽ là cái công đoạn in này thì cũng không quá phức tạp đâu chị Hạnh nhỉ? Không, dễ. Ta cầm cái tờ ni lông nhé. Ta đặt lên cái đường kẻ ta đã kẻ này. Đây. Đấy, xong bắt đầu ta quấy cái bát lơ lên cho đều. Cái lực tay thì sao ạ? Có quan trọng không ạ chị? Có, mình tay trái thì mình đè đây, dạ. Tay phải là mình quẻ. Đấy. Cái chỗ này nó ngấm rồi thì mình lại đi chỗ khác. À, vâng. Mình khóa dẫn hết cái hình mình. Một ngày thì chị có thể in được bao nhiêu cái tấm như thế này ạ? Cũng chả tùy gì đâu. Đang làm cái này lại đi làm cái khác thôi mà, chứ không phải là chuyên. Mình in như thế này thì như thế nào là đạt tiêu chuẩn chị? Đây, như những cái chỗ này là đạt tiêu chuẩn này. Còn những chỗ này là nó hơi nhòe là chưa đạt tiêu chuẩn. Nhòe đây. Nó nhòe đây. Nói chung cũng hơi khó nhưng mà đối với thợ thì họ vẫn làm được. Khi những tấm vải đã được in mờ các nét vẽ, người thợ thêu sẽ bắt đầu trổ tài bằng sự khéo léo của mình. Đây là công đoạn quan trọng nhất và cũng mất rất nhiều thời gian để cho ra đời những sản phẩm thêu tay tinh xảo, chất lượng, nức tiếng gần xa. Đa phần những người trực tiếp thực hiện công đoạn này tại làng Văn Lâm đều là các chị em phụ nữ. Họ đã được làm quen với cây kim, mũi chỉ từ thuở còn nhỏ, nên đến nay đã có nhiều kinh nghiệm. Chị Ngân ơi, đây là mình đang thêu sản phẩm gì đây ạ? Đây là mình đang thêu cái chăn em ạ. Đây là một mảnh của cái chăn, xong là mình thêu hết cái mảnh này, xong mình may nó vào với nhau á. Xong là may vào nhau là đến lúc mình may cả cái bông của nó vào bên trong này, xong là mình xuất đi Hàn. Kỹ thuật thêu thì có nhiều kiểu thêu không ạ chị? Có, kỹ thuật thêu có rất nhiều kiểu. Kiểu thêu đâm xô, kiểu lướt, kiểu thêu bó và kiểu thêu trải, thêu thắt nữa. Cái này là đang gọi là kiểu thêu đâm. Cái này là cái dễ nhất. Cái này là bước đầu, nếu mà bắt đầu vào học nghề thêu thì chắc học cái này.
À thì may quá hôm nay em lại gặp đúng lúc mà chị đang thêu cái bức chăn mà nó rất là dễ như thế này. Ừ. Thì chắc là em sẽ cố gắng là thêu được một đoạn để giúp cho chị ha, phụ thêm cho chị ạ. Ok, chắc chắn em làm được. Em làm này theo cái nét đâm của nó nhá, nét nét in này. Vâng. Người ta ngắt chừng nào thì em đến đấy là em ngắt thôi. Cứ làm theo cái nét in này, nét lơ này. Khi mình thêu á thì tay phải để mình rút kim lên và tay trái để mình đỡ cái kim ở bên dưới này cho nó xuống này. Thế lúc mình đẩy cái kim này lên cho nó chính xác này. Nét thêu này nó đơn giản thôi. Bây giờ em làm thử đi. Em làm thử nhá. Ừ. Chị nhìn thật kỹ hộ em nha, nhỡ đâu okay, em có sai okay. Đâu thì chị sửa hộ em. Đó. Tay phải lên trên xong là rút kim, tay phải trái bên dưới là mình đỡ cái kim nó xuống. Rồi đi đúng cái nét lơ họ ngắt này, sợi phồng quá. Em rút hơi mạnh nó xuống để cho nó hết phồng. Rút là rút mình cái tay trái cái thôi. Đẹp rồi đấy. Chị chấm cho em mấy điểm ạ? Cái này chắc được 9 điểm rưỡi. Wow. Lắm này phải kiên trì em ạ. Phải thật kiên trì. Nếu mà nhìn vào một cái góc cạnh tích cực thì mình còn rèn được tính kiên trì không những là đúng. Trong lúc làm nghề thêu mà còn cả những cái sự việc khác trong cuộc sống nữa. Đúng rồi. Phải kiên nhẫn mới làm được nó. Vâng. Thế những người phụ nữ ở trong làng mà họ không làm thêu thì họ sẽ làm gì hả chị? Hầu hết họ làm thêu thì bạn. Ngoài nghề thêu này đâu họ đâu có gì. Ban ngày thì họ đi đò rồi tối họ làm thêu. Trong quá trình họ đợi khách xuống thuyền á thì họ mang cả khung ra ngoài bến đò họ làm, họ ngồi dưới gốc cây á. À thế ạ. Họ làm rồi khách người ta cũng thích lắm. À. Đến hỏi rồi làm này như nào. Khách Tây người ta rất thích. Suốt ngày đến chụp ảnh. Vậy hỏi lát thăm. Vậy thì lát nữa chắc là em cũng sẽ phải ra bến đò một chuyến để thăm thú và tìm hiểu để xem là những chị phụ nữ đang quảng bá cái nghề thêu của mình ở những điểm du lịch rồi. Như thế nào. Nằm ngay cạnh trung tâm khu du lịch Tam Cốc, Bích Động, giờ đây những người làng Văn Lâm không chỉ dành thời gian miệt mài bên khung thêu cả ngày mà họ còn làm du lịch để đón khách tứ phương đến tham quan địa phương. Nhiều cơ sở lưu trú, nhiều quán ăn mọc lên như nấm. Mỗi hộ gia đình trong thôn còn được phát số thứ tự để chở đò cho khách tham quan. Sự chú ý của tôi dừng lại ở người phụ nữ đang miệt mài thêu trên con đò nhỏ. Năm nay là năm thứ bao nhiêu mà cô làm nghề thêu rồi ạ? Cô ở đây thì cô từ khi cô lớn lên là cô đã học. Ở đây là một cái làng nghề truyền thống, cha truyền con nối nên lớn lên là bố mẹ đã làm rồi. Nên là đến giờ cũng cứ vậy làm thôi, cũng chả phải biết là năm nào cả. Lớn lên là đã phải làm rồi. Năm nay là cô 55 tuổi rồi nhưng mà chắc chắn là nếu mà mình mà phải làm thì chắc là lúc đấy chỉ tầm khoảng chưa đến 10 tuổi đâu. Đã phải làm rồi, đã phải cầm kim làm phụ cho bố mẹ rồi. Cô Bảy, sao cô Bảy lại mang tranh ra ngoài này thêu thế ạ? Cô đi đò, cô trực sắp sửa đến lượt đò nhà mình nên cô mang tranh thủ, cô mang những cái khăn nhỏ ra đây để ngồi cùng một lúc vừa tiện thể một công đôi ba việc. Cô đi chờ vừa chờ đò xong trực làm cái nhỏ nhỏ vậy để nó khỏi thời gian, nó khỏi lãng phí. Đằng nào cũng vậy thì mình làm ở đây những cái nhỏ vậy, về nhà mình làm cái lớn. Và khi mà mình mang tranh ra thêu như này nhiều khi cũng là một cái cơ hội để quảng bá sản phẩm cho du khách cô nhỉ? Thì cô cũng muốn mang ra đây trước là để mình tranh thủ để cho nó khỏi lãng phí thời gian, sau nữa thì là mang đây nếu mà khách họ với mình quảng bá để cho khách họ biết là nơi đây là có cái làng nghề, rồi để mình quảng bá lên trên cho các bạn biết, để thế giới biết, để còn mua cho mình. Để cho... Cô đã bán được bao nhiêu cái sản phẩm ở trên đò như này rồi ạ? Cô cũng bán được nhiều rồi. Bán được nhiều lắm rồi. Cô cũng bán được cũng nhiều rồi. Nhờ nói chung là như ở dân cô cũng nhờ, cũng phần đa cũng nhờ, phần lớn là cũng từ cái làng nghề mà ra, nên là giờ cũng dân cũng đỡ vất vả hơn ngày xưa. Sau rất là nhiều năm làm nghề thêu rồi thì đến bây giờ cô có khi nào mà mình cảm thấy chán nghề không? Không, cô cứ muốn làm sao mà nếu mà có một thời gian, có dành những thời gian để cô làm những cái cô thích, lúc nào cô cũng muốn thích là làm giữ được cái nghề thêu. Cũng mong tìm được những cái giải pháp để cho quay cái làng thêu cho nó giữ được truyền thống mãi mãi, cái nghề thêu này đừng khỏi nó để nó mai một đi. Hơn 700 năm đã qua đi, làng nghề thêu gen Văn Lâm
vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Trước sự thay đổi của xã hội, người dân Văn Lâm đang kết hợp hài hòa giữa phát triển nghề theo truyền thống và du lịch để thúc đẩy làng nghề phát triển một cách bền vững. Những người phụ nữ Văn Lâm vẫn miệt mài bên khung theo, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn thảo hồn vào những sản phẩm văn hóa độc đáo, mang cả hình ảnh, con người, non nước của vùng quê di sản.